Vâng, hello anh chị nhé. Và chào mừng anh chị tới một video tiếp theo. Bên em lên giới thiệu anh chị một vài sản phẩm ạ. Không phải là những bức tượng, không phải những con giống, con giáp hay là những cái gì khác, mà là những cái sản phẩm mang tới chị một giá trị sức khỏe, giá trị tinh thần anh chị nhé. Và sau đây chúng ta hãy cùng em xin nữa và đi sâu hơn về chi tiết từng tác phẩm một nhé. Vâng, xin chào tất cả anh chị ạ. Và hôm nay trong video này thì em sẽ giới thiệu hai cặp gối ạ, được chế tác trên chất liệu là gỗ xưa cho em nhé. Vâng, rất là giá trị, vâng ạ, gỗ xưa. Hai chiếc gối này, hai cặp gối này thì em là đều là hàng tuyển chọn và cái hàng xưa mắt phượng nhé, là cái dòng gỗ thì là giá trị nhất ạ. Vâng, các cụ câu là tặng tiền tặng bạc không tặng không giá trị bằng tặng một món quà sức khỏe ạ. Vâng, và giấc ngủ rất là quan trọng trong mỗi người cuộc sống của chúng ta này. Giấc ngủ nó quyết định nên cái giá trị tinh thần của ngày hôm sau ạ, vâng, cái sức khỏe này. Và đây là và cũng mùa hè đến rồi ạ. Và bên em giới thiệu với chị những cái chiếc gối này để các bác có thể thay cái chiếc gối gối vải đấy ạ. Và làm chiếc gối này cho nó mát chứ nhá. Đúng không ạ? Và những cái chiếc gối này ạ là cái món quà giá trị là tinh thần này. Và anh chị có thể làm quà tặng, quà biếu cho ông bà, bố mẹ đấy ạ. Và gối thì người ta thường đi theo cặp thôi nhá. Thường đi theo cặp thì bên em hôm nay hoàn thành xong mới được hai cặp gối thôi. Để cho anh chị nào thích siêu tầm này. Và chị biết là gỗ xưa nó rất là giá trị, và đặc biệt hơn là cái dòng xưa mắt phượng này nó lại càng giá trị hơn. Và cái chiếc gỗ này thì bên em hoàn toàn là từ cái đường viền này ạ, đều là gỗ xưa nhá, và thiết kế cái dây la này, dây cước rất là chắc chắn rồi, cho nên là cái độ bền cũng rất là cao chị nhá. Em chị gối thoải mái ạ, cái áp là cái trọng lượng rất là cao thì vẫn có thể gối được cái chiếc gối này ạ. Và em sẽ đi gần hơn cái như là chị còn để cho chị có thể ngắm được những cái họa tiết nhá, gọi là họa tiết của cây vẻ đẹp trên cây gỗ này để cho chị có thể lựa chọn ạ. Vâng ạ, đây em có hai cái mẫu gối ạ, cũng để cho chị có thể là phân biệt được cho em ạ cái chất gỗ của nó nhá, giá trị đi ạ. Và đây ạ các bạn thấy từ một cái đường mắt này đó, nó chính là những cái mắt gỗ tuyển chọn bên em nhá, là những cái dòng mắt phượng hay mắt quỷ hay còn gọi là mắt phượng ạ, là cái giá trị nhất ạ. Và từ cái đường mắt này, mỗi một cái đốt trúc này đó chính là một cái mắt cây chị ạ, thấy ạ, như là những cái hoa họa tiết này đó, hoàn toàn là vân tự nhiên nhá. Và những cái đường hạt này cũng hoàn toàn là gỗ xưa cho em ạ, rất là giá trị đấy các bác này. Và đây thì có thể cảm nhận cái sự đàn hồi của gối này, rất là êm nhá, mềm luôn này, các bác có thể thấy ạ, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là gối loại một cho em nhá, gối loại một với những cái đường mắt phượng đấy ạ, rất là giá trị này. Và chị nào dành cho chị nào thích sưu tầm nhá, bởi vì là dù mà đôi gối thôi nó là gỗ xưa nó rất là giá trị rồi, cho nên là phải nói là bác nào thích sưu tầm và tìm kiếm một món quà giá trị tinh thần này đấy ạ, thì hãy có thể lựa chọn cặp gối này nhé. Mặt trước và mặt sau đây hoàn toàn những cái đường vân gỗ này, rất là đẹp luôn ạ, và chuẩn gỗ xưa cho em nhé. Từng cái đường thanh này để chị có thể nét luôn ạ, cái đường vân này là từng cái viên bi này, hãng massage được làm rất là cẩn thận luôn ạ. Và cặp gối này có mã là VIP 1 cho em nhé, gối VIP 1 cho em ạ, với kích thước chiều rộng của gối là 36 này, chiều cao là 9 phân, cái chiều cao hợp lý nhất để chúng ta có thể gối ạ. Và chiều rộng của gối này là chiều sâu của gối này là 17 cho em ạ, có mã là VIP 1 nhé. Đó, từng có một cặp này thôi đó, một cặp từng cái đường vân này, mắt này các bạn thấy ạ, rất là già nhá, thể hiện cái dòng cây già luôn ạ. Và những cái này trên bên ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ, những cái đường mắt cây nhìn cảm giác như là những cái con chim công ạ, như này một đuôi con chim công luôn, lấp lánh và rực rỡ nhá. Đó, và rất là giá trị luôn ạ. Và cặp này thì em sẽ đánh dấu mã là VIP 1. VIP 1 là sẽ có giá là 10.500.000 đồng ạ. Vâng, 10.500.000 đồng một cặp gối gỗ xưa mắt phượng cực kỳ là giá trị và hàng siêu tầm cho bác nhá. Đấy, chị có thể ngắm xem kỹ một lần nữa này, ta sẽ có thể qua cái tác phẩm này nhé, những cái món quà tặng về giá trị này. Và anh chị có thể là quà tặng, quà biếu cho ông bà, bố mẹ này, hoặc là chúng ta có thể dinh một đôi về cả vợ chồng nhé. Gối thì phải đi theo cặp nhận vợ, chứ ít người mua lẻ, chứ vâng là đơn thân thì có thể mua lẻ, còn đâu là gối người ta thường có đôi có cặp, cũng như là đôi chim công, và lúc nào cũng phải có đôi có cặp với cả nhau ạ, để chăn gối vợ chồng nó trở nên hạnh phúc hơn nhất đấy ạ. Và em sẽ qua cặp gối mã VIP 1 ạ, và chúng ta sẽ đến cặp gối VIP 2 nhá. Gối này thì các bạn có thể chủ yếu là ngắm xem cái đường vân thôi, rất là giá trị này đấy ạ. Và cặp này của em nó có mã là VIP 2 này, cùng với kích thước là rộng 36 này, sâu 17 và chiều cao là 9 phân cho em nhá. Đấy, cặp gối này thì nó là cũng là mắt phượng cho em này, cũng là những cái đường họa tiết mắt phượng rất là già gỗ luôn ạ. Đấy, chị ơi, chủ yếu là ngắm xem nhá, và chuẩn là dòng gỗ xưa rồi. Và những cái cặp gối này ạ, phải nói là bác nào có điều kiện thì mình có thể sưu tầm. Anh chị mà đã sưu tầm được rất là nhiều cái tác phẩm mỹ nghệ gỗ xưa rồi mà chưa sở hữu cho mình một cái đôi gối này thì các bác không nên bỏ qua cho em nhé, không nên bỏ qua. Rộng là 36 này, cao là 9 phân và chiều sâu là 17 nhá,
Vâng, làm cả hai mặt luôn. Rất là đẹp, từ cái đường mắt phượng đây chị này. Rất là dài nhá. Anh chị nào thích siêu tầm này, đấy ạ, những cái hạt massage này. Đặc biệt anh chị nào mà hay bị vùng mỏi, vùng vai gáy ạ, để có thể lưu thông đây, những cái hạt massage các bác này, lưu thông khí huyết lên não, tạo ra một giấc ngủ ngon hơn. Tạo ra một giấc ngủ ngon nhá. Đó, các bác cũng có thể gắn này. Hai chiếc gối ạ, vậy em chỉ có duy nhất hai cặp gối ạ, để cho anh chị có thể lựa chọn ạ. Và cặp này thì có mã là VIP 2, nhưng cặp này thì nó lại giá thấp hơn cặp kia một chút xíu ạ. Cặp này giao lưu các bác với giá chỉ là 9 triệu đồng thôi nhá. Để cho anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn cho mình những cặp gối này, để phù hợp với kinh tế này, cũng như là phù hợp với điều kiện kinh tế của chúng ta nhé. Từ cái đường mắt này, anh chị có chủ yếu là ngắm vân cho em nhé. Anh chị thấy ạ, rất là tuyệt vời luôn. Vâng, cặp này em sẽ có mã là VIP 2 ạ. Vâng, VIP 2 này với giá chỉ là 9.500.000 đồng thôi nhé. 9.500.000 đồng, các bạn đã sở hữu cho mình được một cặp gối ạ, rất là đẹp luôn. Đây nhé. Rất nhiều là gỗ xưa và số lượng thì có hạn ạ. Bác nào nhanh tay này, anh chị đang theo dõi video này ạ, và đang đi tìm một cái món quà đấy ạ, món quà về sức khỏe tinh thần, thì hãy nhanh tay nhé, nhấc máy lên và liên hệ với chúng em qua số điện thoại 0822 338 345 và số 0946 296 ạ. Các bạn, và em xin phép được kết thúc cái video này ở đây ạ. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi và ủng hộ ạ. Vâng ạ, và anh chị đã lựa chọn em đồng là đồng ý rồi thì để lại cho em cái dưới phần bình luận nhé, tip 1 và tip 2 ạ. Vâng ạ, và theo dõi và video này thấy hay thì đừng quên cho em like và chia sẻ cho em nhé, và nhấn nút đăng ký kênh ạ. Chào các bác.